Khang Hy năm thứ 16, nhà vua có bệnh quái lạ, thân thể yếu nhược, muốn làm gì cũng không được, ăn không ngon, ngủ không yên, ngự y vô cách khả thi, tánh mạng đang nguy hiểm, ý chí nhà vua tiêu cực, chỉ có cách hút ấp viện để giảm bớt sự đau khổ. Đang phê có phải không hoàng thượng? Truyền hộ quốc pháp sư. Truyền hộ quốc pháp sư. Truyền hộ quốc pháp sư. A Di Đà Phật. Nếu ông cứu không được tôi thì A Di Đà Phật rồi. Hoàng đế là thiên tử quý thế, tự nhiên sẽ được hoàng thiên phò hộ. Nguyện phóng sinh chim thần 50 con, nhờ lương phong 100 tấm, cầu xin Phật tổ từ bi hiển linh. Có gì thì nói mau đi. Hoàng thượng, thám tử có việc gấp về quân sự báo cáo. Muôn tâu bệ hạ, thần vừa kiếm được bản đồ Ngô Tam Quế, chế tạo vũ khí mưu đồ làm phản. Thiên đảm vô địch quả cầu không gian vũ trụ. Hoàng thượng, Phật tổ hiển linh rồi đây. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chân Long thiên tử lâm thiên hạ, Hoàng Du Lam Thiên bản quy la nhược, cầu vô song lâm phụng phối, bất tại cổ thời bất tại kim. Bất tại cổ thời bất tại kim, như vậy có nghĩa là sao hả? Cúi xin hoàng thượng cứ yên tâm, chúng ta có thể lợi dụng quả cầu vũ trụ mà Ngô Tam Quế nó phát minh cho người nước La Sát, đi đến một nơi 300 năm sau này kiếm chân mạng hoàng hậu về đây để chữa bệnh cho hoàng thượng. Định phái ai đi đây? Có rồi. Thần nhớ hoàng thượng có một người bạn thân. Anh chàng này bê tha háo sắc xảo quyệt, nhưng mà số mạng lại rất may mắn, đáng giao nhiệm vụ này cho anh ta đó. Bữa nay số phận của ta may mắn thì mới đúng. Nè, đừng có ngừng ở chỗ công chúa nha. Đừng ngừng chỗ công chúa vậy thì lão gia mới được yên thân đó. Tối nay tới phiên tỷ tỷ rồi đó. Quy đừng có ngừng chỗ công chúa nha, đừng ngừng chỗ công chúa đó nha, đừng có ngừng chỗ công chúa nha, nè, đừng ngừng chỗ công chúa nha, hả? Quy giờ đừng à, được rồi, hay đúng rồi. Công chúa buồn lòng đó cái gì tức già? Hả? Sao lại như vậy? Rõ ràng là người ở chỗ Tăng Nhu mà. Tối nay trình biết tài của tôi. Kéo đàn lên. Quay ra lần này chết rồi, canh gác ở ngoài cửa giùm đi, ra ngoài canh gác giùm cho tôi đi mà. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Ôi nè, đừng có để tôi như vậy, đừng để như vậy. Người ta còn chưa có mặt xong mà, nè. Qua hai đứa bây giờ là vô dụng quá, đi kéo tôi cũng vô hết thôi mà. Cái áo nặng lắm, phải đi chậm như vậy chứ, thiệt là vô dụng quá đi. Vô thì vô chứ làm gì dữ vậy? Công chúa. Ăn mặc như vậy có nghĩa là gì đây? Ồ, đâu có gì. Anh định tới gặp em cho nên phải ăn mặc long trọng như vậy thôi, có phải không? Sao không lấy luôn cái thưởng bài tới đây luôn? Phải ha. Anh đi lấy đi. Đi ra đi. Anh lên giường liền. Tự anh lên nha. Để anh giúp em. Nè công chúa, phải nói trước nha. Tối nay muốn chơi kiểu nào? Sẽ chiều anh. Em phải thật tình chiều anh rồi mới nói nha. Có cái gì nhọn quắc ở đây vậy? Hả? Sao có cây nhang la bảng nữa? Muốn đập chết người ta sao? Anh là ông xã của em, em không đập anh thì đập ai đây? Quý à. Dạ, tiếp chị. Vị Di Tước Gia, tiếp chị. Biết rồi. Di Tước Gia có thánh sự tại thân, không thể dừng tiếp chỉ, như vậy không có sao đâu.
Phùng Thiên thừa nhận hoàng đế chịu ước truyền di tiểu bảo quả tóc nhập cung gặp trẫm khâm chỉ. Công chúa đã nghe thấy chưa hả? Quan thượng kêu anh phải quả tóc nhập vào cung đó, anh phải vào cung để mà tạ chúa Long Ngân, có phải không? Phúc à, chuẩn bị kiệu. Quan đã làm xong rồi mới đi. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, triều đình đã nuôi anh ngàn ngày, rất có thể là dùng ở bữa này. Chuyện riêng của hai đứa mình xin gác lại một bên đã nha. Hả? Làm xong rồi đi. Phải đi trước. Làm xong rồi đi. Phải đi trước chứ. Tụi mình vừa làm vừa đi. Hả? Cũng được. Đi mau. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, bên phải. Bên trái, bên phải, bên trái. Ông xã, em còn chưa có đã đâu, em chờ anh về nha. Vì tiểu bảo này trong tình trường cô gái chuyên gia Ngọc Thụ Lâm Phong đại phú đại quý nhất đẳng lộc đỉnh công phụng lệnh quả tóc vào cung bái kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng cái thằng quả tóc nhập vào cung không biết là có chuyện gì hả? Kiếm người tức là có chuyện rồi, ngồi trên này nói chuyện đi. Quý hoàng thượng à, hoàng thượng đang dùng cái thứ này hình như là hơi tầm thường đó nha. Quý hoàng thượng có cần lấy cái thứ hạ thần tìm được ở Sim Lai không vậy? Cho trăm hút thử coi. Đây là trần thái giám cho hạ thần đó. Xin hoàng thượng đừng có hút quá mạnh nha. Ây da, bảo trọng long thể nha hoàng thượng. Thuốc này cay quá. Phải rồi, hút một hơi là lên tới đầu đó. Ở đây nóng nực quá, mình đi ra ngoài đi ha. Tuân lệnh. Dạ, hạ thần gì quá phấn khởi đi nhanh hơn hoàng thượng, cúi đầu xin hoàng thượng thứ tội. Thật là đáng giận mà. Dạo này uống thuốc không thấy công hiệu. Hoàng thượng chấn mặt tiểu bảo nhảy mũi, có việc gì xin hoàng thượng hãy sai bảo, vì tiểu bảo quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hả? Những lời thừa thì khanh đừng nói với trẫm. Trẫm coi khanh như là bạn bè. Trẫm bây giờ có một việc rất là gian nan, trẫm muốn khanh ra tay giúp giùm trẫm. Khanh hãy tự hỏi lòng mình, nếu thấy trẫm là bạn của khanh thì khanh mới nên chấp nhận nha. Thần coi hoàng thượng đâu chỉ là bạn thân, con sùng bái hoàng thượng như thần thánh. Thật sao? Đặc biệt là lúc nước nhà có nạn thì Di Tiểu Bảo dù phải lên núi gươm hay xuống biển lửa, bảo đảm sẽ không nháy mắt đâu. Nhà vua này lúc nào cũng lấy tình bạn để ép mình, ngất đầu không có nổi. Hồi nãy trẫm có nhiệm vụ gian nan, chúng ta vừa mới đoạt được trái cầu vũ trụ từ bên nước La Sát về đây. Quả đó là quả cầu vũ trụ sao? Màu sắc quả thật rất ngoạn một bằng vàng hả? Nhưng mà bề ngoài hình như là cái bình trà vậy. Không biết là cầu vũ trụ này có công dụng gì hả hoàng thượng? Hoàng thượng có thể giải thích không vậy? Đưa khanh đến 300 năm sau này. Tại sao lại đưa thần đến 300 năm sau? Thì đi kiếm vợ. Ồ, hạ thần đã có 7 người rồi, không cần kiếm nữa đâu. Kẹt cái là trẫm không có người nào. Ừ, đúng như vậy. Nhưng mà đâu có mắc mớ tới thần. Tiểu Bảo à, trẫm phong khanh làm đại tướng quân ngự trinh vị lai. Hạ thần thiết chỉ. Quay làm gì đó, cái này đánh tới hả? Cái này đánh tới hả? Có phải đánh tới chưa? Đừng sợ. Làm sao mà ngồi ở trống được? Hoàng thượng à, bình trà đã biến thành cục than rồi. Khải tấu hoàng thượng, hồi nãy thí nghiệm quả cầu có xảy ra tai nạn bùng nổ cầu, vũ trụ đã bị hư hết. Không nói trẫm cũng đã thấy rồi. Hy vọng hoàng thượng thấy hạ thần đã tận dụng hết lực. Wow, nếu đã tận hết sức rồi còn làm không được thì thôi đi. Hạ thần hy vọng lập công chuộc tội, làm quả cầu sau cùng nhất định thành công. Hôm sau Di Tức Gia sẽ được lên đường. Thử nữa đi. Như vậy cũng còn thử nữa sao? Hoàng thượng à, giờ này thằng cờ bạc hay thua lắm. Nếu như quả thật khanh không muốn đi thì để cho trẫm đi. Vậy tức là kêu tôi đi rồi. Sư phụ à, lần này đệ tử lên đường, không biết còn sống trở về đây nữa không? Nè, xin sư phụ hãy hưởng cho nên một lần đi. Xin sư phụ hãy ăn tiết kiệm một chút nha. Cầu xin sư phụ bảo vệ cho tôi được đi bình an, trở về cũng được bình an.
cầu xin sư phụ. Quý vị, mặt mày của sư phụ rất hồng hào đó nha. Anh muốn chơi vui có phải không? Thức già, đã tới giờ rồi, chơi quay vòng nữa không? Còn quay vòng cái gì nữa, bên đây tâm trạng của ta không tốt, cho tụi nó chơi đi. Dạ. Không được đâu, khẩu quyết bí mật, để thử khẩu quyết bí mật coi. Sàng tiền minh nguyệt nghi địa tượng. Sao lại không có ai vậy? Nói là đọc khẩu quyết sẽ được hiện thân mà. Ờ, chắc sư phụ đi cầu tiêu rồi. Tiểu Bảo, kiếm sư phụ có chuyện gì? Thưa sư phụ, không có chuyện gì, tôi muốn thử coi khẩu quyết có linh nghiệm hay không thôi. Thiệt khổng láo, dám gọi thử hả? Sau này nhớ đừng làm bậy nha, nếu không có gì hả? Đi đi. À, xin cáo từ sư phụ nha. Thời đại đã biến đổi rồi, tính nết sư phụ cũng biến đổi theo. Đưa bảy lồng đèn lên. Tiếng công hòa lên, sao rồi hả? Cẩn thận nha, để xuống, để xuống. Từ từ. Tiếng công hòa, sao rồi? Bây giờ làm sao đi? Người đâu, mau đem khăn lông vào đây. Anh bảo à, đừng ở đây làm bộ làm tịch để nghe, đâu có xảy ra chuyện gì. Tôi nói ảnh không có chuyện gì là không có chuyện gì. Ông xã, em tặng món quà này cho anh nè. Nó là ngọc nhu phòng, thấy nó thì anh phải nhớ đến em, không có được chạm đến cô nào khác đó nha. Anh biết làm thế nào rồi? Chị à, sức khỏe của tướng công kém như vậy, hay là chúng ta dẫn công đã thông kinh mạch cho ảnh đi. Được, để anh ngồi dậy đi. Được rồi, tiến công à, cẩn thận nha. Từ từ. Các em phát công thì cứ phát công, đừng cố. Có cái gì phu nhẫn này, sức khỏe của Di Tước Gia không có sao đâu. Hy vọng là Di Tước Gia sẽ được khôi phục khỏe lại. À. Khải tấu hoàng thượng, đã đến giờ rồi. Di Tước Gia, Tước Gia cứ hướng về phía đông bắc, kinh vĩ 18 độ. Vậy thôi được rồi, ông nói đi kiếm hoàng hậu, nói đi như thế nào tự coi. Ê, Di Tước Gia, Phật tổ hiển linh, hoàng hậu là một vị đồng nữ sinh. Vào giờ dần ngày mùng 9 tháng 3 trong năm Canh Tý. Đồng nữ, làm sao mà nhìn ra được? Cho nên bần đạo đã chuẩn bị một cây thủy tinh này cho Tước Gia. Nếu cổ là trinh nữ, khi chạm đến sẽ chiếu ra kim quang rất là chóa mắt. Wow, linh nghiệm vậy sao? Còn dâm phụ thế nào? Nếu dâm phụ thì sẽ phát ra hồng quang chóa mắt. Tiểu Bảo à? Dạ. Ta tặng một thượng phương bảo kiếm và ba hộp cho báo này cho Khanh. Khanh hãy lấy theo một phòng thân, khi cần đến thì dùng. Đa tạ hoàng thượng. Xin mời Di Tước Gia. Đóng lại đi. Quý y khoan đã. Hoàng thượng à, hoàng thượng nhớ những lời của thần nha. Đóng lại. Quý khoan hả? Mất tiệu quá. Đóng lại. Khởi trên.
Không lẽ đây là thế giới 300 năm về sau? Mùi gì thơm quá vậy? Quỷ! Sao lại có chó ở chỗ này? Quỷ đừng có đường theo ta nha, đừng rớt, đồ chó chết, đừng có đường nữa. Quỷ đừng có đường theo ta nha, đồ chó chết. Quỷ à! Tại sao mình ở đây vậy? Không lẽ là ông này cứu mình về? Rất may chúng con ta không giống là kẻ già. Anh bạn vượt biên à, lấy giò xuống. Nè, tô mì nè, ăn đi. Anh may mắn đó nha, nhờ tôi vớt lên từ cầu tiêu, bằng không thì anh chết ngộp ở dưới rồi. Ở đây là chỗ nào vậy, ông làm gì đây? Chỗ nào hả? Đây là trạm cảnh sát Mã Dạ Bắc Thôn, cho dù là tổng bộ cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông cũng không thể quản lý được đâu. Còn tôi á là trạm trưởng, chức cấp tôi là độ 3. Những người quen biết tôi thì gọi tôi là chú Quê, người không quen thì gọi là cảnh sát hoặc là sếp hai, cũng giống như công an của tụi anh thôi, biết chưa? Lúc nãy ông nói mau quá, tôi thiệt là không có biết gì hết. Ông làm ơn nói chậm lại một chút đi, có được không gì hả? À, anh thôi được rồi, ông giải thích cái gì là cảnh sát đi. Cảnh sát á, tức là người để duy trì an ninh trật tự. Thôi, đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa. Tôi biết là anh vượt biên ở tỉnh xuống đây mà. Nè, mau ăn hết tô mì này đi, rồi tôi sẽ lập tức đem anh qua bên đó. Qua bên đó? Bên đó là chỗ nào vậy? Hả? Quầy, xin hỏi đương kim quan thằng là gì nào vậy? Tôi có chút gì muốn bàn với ông. Hoàng thượng? Hê, kìa, người đó là hoàng thượng đó. Hả? Đúng là thiên bang rồi. Bây giờ không phải là Triều Nhà Thanh sao? Triều Nhà Thanh? Anh điên hả? Đệ nhất bang trong giang hồ có phải là hội thiên địa không? Đệ nhất bang ở Hồng Kông là hội đua ngựa. Hội đua ngựa? Vậy tôi phải đi kiếm bái kiến hội đua ngựa mới được. Có chí khí, tiếc là không có thẻ căn cước. Thẻ căn cước là gì? Ê, đừng hỏi nhiều nữa. Nhân lúc anh Siêu chưa về, để tôi dẫn anh qua bên đó. Nè, anh Siêu không có hiền như tôi đâu. Anh ta mà gặp người vượt biên thì nổi cơn lên liền à. Nè, ông nói nổi cơn là gì? Nhìn vô mặt tôi biết liền. Sư phụ? Sư phụ, anh gọi sư thúc cũng không cứu được anh đâu. Anh vượt biên. Sư phụ, gặp được sư phụ ở đây tốt quá. Đây là bộ đồ cương thi mà mình mong muốn đã lâu lắm rồi mà. Tại sao mình đi kiếm trong tiệm áo quần cũ sao không thấy vậy? Nói mau! Nói mau! Nói mau! Nói mau! Quê nè nè nè, bị tôi nói cái gì đây sư phụ? Nói mau! Ôi trời! Nói mau! Đừng! Ê đừng mà! Anh biểu tôi nói cái gì đây chứ? Nói không? Nói cái gì chứ, anh hỏi tôi cái gì bị tôi nói đi hả? Tại sao tôi tới tiệm bán quần áo cũ kiếm không thấy bộ đồ mà tôi mướn đã lâu rồi? Không thấy chứ? Tại sao? Tôi thường thường làm mặc bộ đồ như vậy mà. Sư phụ, sao không thấy cái bính của sư phụ vậy? Cái bình thì ở dưới này nè. Ê nè anh bạn, tôi xúc giả hả? Anh từ đâu xuống? Tôi không phải là quái lực đâu. Nói mau. Không phải đâu mà. Tôi bắn liền đó. Ấy. Tôi không dẫn đâu. Anh Siêu, đừng làm vậy. Anh làm vậy là hại tôi đó anh Siêu à. Thật ra ở xa đầu giác này có gì không tốt. Nè, không khí mát mẻ, lại khỏi làm việc nhiều. Phải rồi. Được điều ra ngoài thành làm thì dễ thăng chức đó. Phải. Nè, nếu như anh không nghe lời tôi á, tôi tự giận trước mặt của anh. Được, tôi bắn giùm ông. Ây da. Vậy cũng không trúng. Ây da, các người trời đồng pháo đó. Đúng rồi. Đúng pháo rồi. Đấu pháo chơi thôi mà. Nghe mà biết lỗ tai luôn à. Không có gì đâu. Này, còn không qua bến. Hả? À, để tôi đi. Ôi, nè, nói từng người một. Từng người đi. Chết người vậy đó. Đúng rồi. Quá đi à. Này nói mau lên làm gì vậy á? Nói từng người một đi. Thôi chú về à, tôi muốn ly dị với ông chồng của tôi. Nói gì nhá, kỳ quá. Anh Siêu ra đi tiếp tôi. Anh đừng trách tôi nha. Tôi bắt anh cũng là vì muốn giúp anh thôi. Trần Ngân Nam. Nè anh có phải là sư phụ của tôi không vậy? Bây giờ chỉ có hai người thôi, nói thiệt với tôi đi. Gì? Tôi là Tiểu Bảo nè. Tôi không biết anh Tiểu Bảo gì hết. Bây giờ tôi chỉ cần biết đánh đành. Bàn tay của anh không sao chứ? Tôi là người rất ghét dân vượt biên. Anh biết tại sao không? Tại vì tôi ghét cái bọn vượt biên. Anh để tôi cho biết nha. Ở đâu có nhiều mỹ nhân đi. Ê qua đây. Làm gì vậy? Anh không theo tôi không thành vấn đề. Nhưng mà trong đời của tôi hả, ghét nhất khi tôi nói chuyện người ta đi tới đi lùi, đi tới. Nói tía lia làm cho người ta nghe cũng bực mình nữa. Không có lý gì ở đây, chỉ có mấy bà già. Không lẽ mình rơi xuống sai chỗ? Ê, tại sao cái cọng tôi đang cọng tay từ những bé được vậy? Tôi đồ này dở quá vậy? Lạ nha. Hồi nãy nó tới đâu rồi? Phải rồi. Trong đời của tôi hả, rất ghét là trong thân thể của mình có chí có đận. Nhưng mà không sao, chỉ cần cạo tóc cầu lông á là xong xưa mọi chuyện. Hôm nay ông độ của nước biển là 25 độ.
có gió đông nam thổi rất mạnh, thời tốc là 15 hải lý. Chuẩn bị xong chưa? Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Bây giờ coi như là tôi thương anh, tôi cho anh một con đường, anh tự giải quyết đi. Quỷ, ở đâu mà có đường chứ? Ở dưới kia là biển đó nha. Thì lội trển đi. Tôi không biết lội. Vậy thì trôi lên trển. Cũng không biết trôi đâu. Anh tưởng tôi dễ hồi lộ lắm hả? Tôi tưởng dễ đuổi tôi đây lắm sao? Tạm biệt nha anh Diệp Biên. Chú Quê à? Hả? Chú có biết không, tôi thiệt là cô độc lắm đó. Nè nè, đừng có dựa vào mà. Ở đây có nhiều người ra vào lắm. Tôi với chồng tôi ăn ở với nhau không được điều hòa. Tôi muốn ly dị với ổng rồi theo chú. Ê, không làm kỳ đại cái mũi hai người. Ê, thằng Hùng cho dây tới kiếm anh kìa. Nè 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 nè, chồng con thiếp lên đi kiếm thiếm kìa, thiếm biết chưa vậy? Biết. Ồ, vậy sao? Ai rồi? Vậy tôi về nghe chú Quê, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ông Quê à, tôi vừa bắt được tin là xưởng tàu sái cùng tối nay có một số dân qua lục dự bị đến. Tôi sẽ bắt bọn nó. Ông lập tức mang gọi điện thoại cho anh của anh, kêu dựng trợ thêm vài người nữa. Có người đâu mà kêu nữa. Trâu bò thì có, ở đầu làng còn vài con kìa. Anh Siêu à, những tin mà anh bắt được á đều là tin giả thôi. Nếu như anh muốn lập công á thì làm gấp cái chồng hồ sơ này giùm tôi đi. Anh Siêu à, cái chồng hồ sơ này á là người ta đang tố cáo anh thiếu nợ không chịu trả đó, biết không? Anh Siêu à, vừa phải tôi nha, cằn nhằn hoài. Ông làm sao biết kỳ vậy? Anh làm cấp dưới tôi sao kỳ vậy? Đi làm cô gái gái tình đi. Còn anh đi làm hề đi. Cứ đam mê cờ bạc làm sao mà làm cảnh sát. Chú Quê, chú Quê. Hả? Tôi muốn đi coi cine với chú đó. Tôi đã mua vé xong rồi. Đúng 7 giờ gặp nhau ở rạp hát nha. Khi mà con người đẹp trai cũng phiền phức thật. Ê, anh Cơ Thủy, xin lỗi nha. Tôi bắt làm tin tức lại chỗ này rồi, xin lỗi nha. Tôi làm phiền hai vị, xin lỗi nha, đi về, tôi đi về. Ê, xin lỗi. Còn không mời anh Siêu lên đây. Ủa anh Tài, sao giờ này không thấy tới Quang Lạc Thiên Địa chơi banh vậy? Bây giờ tôi đại biểu cho khu vực dân Ma Ti. Có 7 sông bài, có 9 chỗ chứa điểm. Đòi số nợ mà anh đã thiếu, tổng cộng 150.000. Không có tiền trả thì tôi cắt bộ sinh dưỡng của anh. Dù sao tôi cũng là người có tương lai nhất của cảnh sát hoàng gia, kiềm thấy cái hình tượng đội phi hổ đó, nể mặt đi mà. Tôi không cần phải nể mặt anh. Anh không nể mặt, tôi cũng vậy. Anh ra, anh ra. Anh dám chạm tới, đứng im. Nói cho anh biết nha, cái món vật rẻ mạt này anh đi gạt có ai về đây? Anh Tài, tôi không nói dối với anh đâu. Anh muốn lấy món vật gì cũng được hết, nhưng mà đừng chạm tới món bảo gia truyền này. Ai thấy cũng thích, trị giá thị trường là 4 triệu đồng đó. Tôi xin anh mà. Ngọc còn thì người còn, ngọc mất thì người mất. Anh muốn lấy hả? Trả tiền đi. Anh không nói thì tôi không biết. Miếng ngọc này rất quan trọng đối với anh. Ngọc mất thì người mất hả? Vậy thì đi chết đi. Ê! Ây! Ây ơ! Nào chết tôi rồi. Ây ơ! Cái thằng mất dịch nào liền cái đồ xuống đây đau muốn chết tôi rồi đi nè. Thằng mất dịch nào liền xuống đó. Anh Hùng à, chính thằng mất dịch này liền đó. Xin lỗi nha anh Hùng. Anh Hùng, chị Hùng, chị Hùng. 100 ngàn. 100 ngàn. Tụi nó 100 ngàn là 100 ngàn. Sao đền vắt quá vậy? Chị Hùng với đầy dài chút thôi mà. Đồ người đâu có nhiêu tiền. Tôi cho anh mà. Hả? Anh cho tôi. Nếu như thì 100 ngàn đã có đủ. Anh Tài à, làm ơn kêu anh Hùng cho thêm một chút đi. Có tiền thì đừng nói lại nhảy nữa. Anh Hùng cho bao nhiêu thì cứ lấy đi. Vậy bao nhiêu cũng được. Nè, cảm ơn anh Hùng. 50 ngàn. Giờ tôi đi nhà thương bộ còn tiền sao? Ê, rất công bằng. Thiệt là công bằng. Đại ca của mấy anh thiệt là công bằng đó nha. Ráng theo làm việc đi ha. Ê, ê, anh Tài. Đừng có nói rùm. Đừng giỡn Tài. Anh nghe tôi nói đây. Anh Hùng à, đây là tiền lời đó. Sau này có đồ cổ gì lập tức lấy cho tôi. Cần gì sau này, bây giờ tôi về khi mà nội tôi tới liền. Bye bye. Ây à! Tổ cha nó giả làm sư phụ để mình xuống biển. Cũng may là xuống biển dỗ mình vào bờ. Nếu mà kiếm được nó sẽ đánh nó nằm đường luôn. Không được nữa.
Chẳng may là người ta không thấy mình. Coi cái thằng phản bội đó có ai đây không? Wow, bự quá vậy. Người ta đang cởi áo kìa. Quá thì cởi luôn quần nữa. Đi tắm hả? Dễ cái này coi. Quả hả? Đẹp tuyệt vời. Quay qua đây một chút đi. Quay qua đây nè. Quay qua đi. Ý dư. Tôi bị rồi. Tôi hèn hạ. Tôi đê tiện. Tôi không ngại các người tù ghét tôi, đánh đập tôi, thóa mạ tôi, muốn tiếng tôi, thậm chí hiếp dâm tôi. Anh hai à, anh nói chuyện đời xưa sao hả? Mau thả tụi tôi ra đi. Cùng lắm là anh muốn làm gì tôi cũng chịu hết mà. Vậy ông đang nói sốc ốc tôi đó có phải vậy không? Tôi biết là cho dù tôi chết đi nữa cũng không thể đền bù lại được mà. Thì là đẹp quá vậy. Trắng trẻo mịn mà. Cũng không thể đền bù được sự tổn thất của một cô gái có dốc hình đẩy đà xinh đẹp. Vì vậy cho nên tôi quyết định rời khỏi chỗ đau thương này. Nè, tôi xin tuyên bố một đại bí mật của cái thôn này. Nghĩa cái gì? Nghĩa gì? Tôi định ly dị với chồng tôi, chỉ nói chú Quê nghe thôi. Thầy tôi có độ ngực nhưng mà mười mấy năm về trước rồi. Nè, phải. Đâu có chuyện gì đâu. Tôi không có nói gì hết đâu mà. Sao mà biết nữa nè? Sự bí mật của trong thôn này là kho tàng. Hả? Để sao? Ở đâu hả? Quá trời đất ơi, nói gì mà cũng tin nữa. Cái kho tàng là ở trên núi này nè. Ê, các người đi tìm kiếm đi hả? Tự mình đi tìm kiếm mau lên đi. Ờ, chứ không có tự đào lấy lên đâu. Ê, giờ bảo đảm lên đi. Ê, cho lẹ lên đây đi tìm đi. Ờ, để mà không có lòng chết đó nha. Tôi đào được châu báu rồi nè. Hả? Châu báu? Lần này đứa con của ba tôi phát tài rồi. Wow, thiệt à. Châu báu giả bà. Ây da, đồ thiệt đó. Ây da, có kho tàng phát tài rồi. Bọn tưởng tôi nói chơi sao? Coi nè. Không đáng đi đào đi. Đi đào đi. Hê hê. Bảo gia. Bảo gia. Bảo gia. Bảo gia. Sớm ngủ không được hả? Bảo gia. Con đường sống đi hả? Xoay mình 180 độ. Bảo gia. Tiền phong di cước. Bảo gia. Đá cho một cú xuống biển luôn. Quay. Ghê quá vậy. Sức trưởng đó. Đừng ngô. Anh siêu xuống biển kiếm kho tàng, tiếp tục đào đi. Tiếp đi. Ghét những lần tại sao tôi xuống biển. Coi bộ tướng của anh kìa, ướt hết mình mẩy, còn rung lập cập nữa. Nè, anh làm ơn chùa cho con ráo đi. Cảm ơn. Anh Bảo à,
À, ở trên mặt của anh có một hạt bụi kìa, tôi lau giùm anh rồi. À, anh Bảo à, còn có kho tàng khác không hả? Đang cần tiền xài hả? À, đâu phải, tôi ngứa miệng nói chơi thôi. Để tôi vào trong giặt cái quần lót cho anh nha. Bảo gia, tô mì dân Sudan được không vậy? Hả? Không phải rồi, anh là người Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc, tất cả đều là người Trung Quốc, sau này là người một nhà, bây giờ cũng là lúc chúng ta đang thân mật với nhau mà, ha. Anh là người Hoa Lục, tôi là người Trung Quốc. Thôi đi, người Hoa Lục, người Trung Quốc đều là người thượng đẳng mà. Này, hồi nãy lấy miếng ngọc ra cho tôi xem hả? Té ra miếng ngọc đó là món vật quý giá đó, mắc tiền lắm đó nha. Tôi lý một cái là biết đồ quý giá rồi. Coi bộ tướng của anh cũng rất nghe lời đó, tôi nhận làm tay sai. Cảm ơn Bảo già. Ê, vậy tôi có lợi gì chứ? Mua, wow, anh cho thiệt hả? Nhưng mà anh phải ưng thuận tôi ba điều. Dạ, không thành vấn đề. Sau này tôi bao anh ăn bao anh nữa, phải nghe lời tôi. Tán thành, không thành vấn đề. Còn thứ hai? Thứ hai là anh phải kiếm trinh nữ cho tôi. Bây giờ trinh nữ thì khó kiếm lắm, nhưng mà nếu như anh cần tôi sẽ tận sức, tài tình cũng có nên cần không? Và không thành vấn đề, không thành vấn đề. Là anh đừng có tào lao nữa. Dạ. Uầy, hả? Uầy, ở đâu vậy? Đây nè. Bây giờ thì con gái thích gì? Tiền và qua. Ê, có cần bể cổ không Mô Gia? Được, bể cổ lại gì? Ui da. Giữ ta đây là... Ê, chào tiểu thơ. Là anh hả? Ừ, thì chính tôi nè. Anh tới làm gì? Tôi muốn xin làm bạn với tiểu thơ. Anh đi ra mau, đê hèn. Ngân phiếu. Đi ra. Cô kêu tôi đi về, không lẽ cô chê tiền hay sao? Mất gì rồi? Cô ta nói mất có nghĩa là gì hả? Thằng siêu mất dịch này lại đái bậy ngoài đường nữa hả? Bộ ỉ á sao? Ê Bảo Gia. Ê sao kia không trả lời vậy? Ê mới sáng sớm mà hầm hầm mà. Ê là đi lượm đường. Ai chẳng có Bảo Gia vậy hả? Ở đây tôi sẽ đặt chương trình cho anh rồi. Trước tiên là mình vô thành phố, mình chơi karaoke, rồi chơi game, rồi đi bắt xe. Anh này à, anh không cần suy nghĩ nhiều, cắt làm sao giống người thường thôi ha. Ủa anh làm gì đó hả? Không có được cắt đâu nha, thà để tóc không có để đầu đâu, cắt khó chịu lắm. Chần chờ gì nữa, cắt đi. Quá hả, tại sao lại cắt tóc của tôi vậy hả? Chết đi. Đã nói danh rồi mà đừng có cắt. Thắt bến thông công tử. Hãy mau thắt đi. Thắt bến công tử lại lên. Chỗ này là chỗ nhộn nhiễm nhất Hồng Kông. Tên là chim sao chuỗi. Ở đây có trung tâm bán hàng đặc biệt, có người đi đặc biệt, có ngã tư đặc biệt, có taxi đặc biệt, có cảnh sát đặc biệt, có tiệm vàng đặc biệt, có cột đèn đặc biệt, có lan can đặc biệt. Đi qua phía bên kia là bờ biển của chim đông. Ba đang có đông người lắm. Nhiều khi họ còn kiss nhau nữa. Họ kiss nhau hả? Kiss là hôn đó. Phải ra tiền hả? Phải ra tiền thì tụi mình qua bển đi. Có người thì lấy, có người thì không lấy. Ta nói lại nhà tôi nha. Việc ăn mặc, nhà cửa, giao thông, tất cả chi phí doanh bao tôi hết. Tôi không dành danh đâu, mình là bạn bè nhau mà, tôi hy sinh cho. Wow, sao gian nhà của anh nhỏ quá vậy hả? Không có ai hầu hạ tôi ngủ không được đâu. Kiếm hoàng hậu cần phải có tài chánh. Miếng ngọc này là đồ bỏ mà, 200 đồng bạc thôi. Đưa tôi đi. Ờ. Giao cho anh nè. Bây giờ đi taxi mắc lắm, đưa thêm đi, lấy ra đi ra. Lấy luôn miếng ngọc này nè. Được rồi, đến sáng trành cũng đủ mà. Làm phiền nhiều. Ý chưa quên. Nãy taxi Hồng Kông lên ngồi chỉ có 9 đồng thôi. Thiệt hả? Thiệt. Quá nhảy cao vậy lại bước đi. Đừng có ráng gượng nhanh bạn. Có đồ quý báo gì đây? Đâu có, đồ thường thôi. Chỉ là một viên ngọc của công chúa Trường Bình hồi đời nhà Minh đó. Anh lấy thước đo có đủ không? Ông già này lấy cái thước công cho tôi đo tiền. Thôi được rồi, coi như đủ. Hôm nào tôi cắt bao bì khen hiệu cho ông nha. Cô mắt lớn. Vô đi. Anh muốn kiếm gì hoàng hậu nào đó tôi đang kiếm cho anh nè. Cô thích uống nước chanh nóng, tôi mua nè. Ây giờ tôi đang làm việc, anh để xuống đây đi. Cô siêng năng thiệt ha. Diện mạo cô này không đẹp đâu. Cô này học đẹp, tôi đã từng gặp cô ta rồi. Làm bé liên lạc đã mười mấy năm rồi hả? Đã 2-3 năm rồi. Hai ba năm hả? Thì tránh ra.
Thơm quá, xức dầu thơm hả? Không nói cho anh biết. Xức dầu thơm? Không phải. Chắc là mùi thơm son phấn. Anh tránh ra đi. Ây da, chết rồi, chết rồi. Hả? Ây da, lần này chết rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Sẽ xử lại ngay mà, không sao đâu, không sao đâu. Ây da, tất cả đều hết rồi. Đi ra đi, đi ra đi. Ây da. You, how a fucking guy. Oh, fuck you. Fuck you. Quế, sao lại biết tôi vừa chút qua nhà mình vậy? Nè, nhiệm vụ mình giao cho tôi hả? Tôi đã hoàn thành rồi. Thì không đó. Phải chờ nửa năm chắc chắn sẽ thành công. Anh khỏi cần phải lo. Sắp được rồi, sắp được rồi. Anh nói gì? Không lẽ nửa năm anh đi không được sao? Fuck you. Lần này thì là fuck you rồi. Ngươi rút lui. Đến phía cô. Cô hỏi chung hả? Làm ơn đưa bàn tay ra, bàn tay mặt đó. Cô không ngại cả mấy cây này chứ hả? Cây của anh. Phải, cây này nè. Ờ. Ừ. Cảm ơn. Dầm tiện. Xin mời. Tối nay kiếm cô nha. Dầm tiện. Tối nay em đi làm, đêm gọi anh nha. Biết rồi. Thôi phiên ai. Cô có phải là Hậu Quỳnh không? Làm ơn cầm cây này. Tại sao màu xanh vậy? Không đổi không vàng vậy là sao? À, được rồi. Xin hỏi là gần đây cô có cho ai lấy tình của cô không? Không. Nhưng mà gần đây có một lần tôi uống say rượu. Khi tôi thức tỉnh dậy thì đã thấy mất trinh rồi. Đến bây giờ cũng không biết là ai làm. Có báo quan sát không? Không có. Vậy cô không phải là trinh nữ nữa đâu. Anh điên rồi sao? Đâu có trinh nữ nhiều như vậy. Anh ráng đi kiếm đi. Thì là lão xẹt à? Cũng phải rồi. Ai da. Tới phiên ai? Xin lỗi nha. Khỏi xin lỗi. Hồ sơ đâu? Hồ sơ đâu hả? Hồ sơ đâu? Tìm coi. Cần gì phải làm dữ vậy? Anh cũng đâu thua tôi. Quỳ, hồ sơ đâu hả? Thì đang kiếm nè. Đưa hồ sơ đây coi, nhìn gì á? Sao cái bàn lại cao quá vậy? Cô gái từ bên Thái qua phải không? Thịt bông bẩn ngon lắm đó. Sầu riêng bên Thái còn ngon hơn đó. Hả? Phải. Ui, anh Siêu à, ra ngoài một chút nha. Ê, Bảo Gia, Bảo Gia. Có phải có cây gì cho tôi nắm không? Phải. Bè của hai à, tôi với con thì là có duyên phận nha, lần nào cũng gặp được cô hết. Ui, cô đi đâu vậy? Mắc mới gì tới anh? Thường quá à, vừa mới tắm xong mà ở dùng xà phòng nào đó. Anh còn chưa biết chết sao? Cô Hà, vô thành hả? Dạ phải. Phải rồi. Mỗi lần mà gặp cô tôi muốn chết. Sao anh nói toàn những lời đường mật vậy? Bàn tay của cô mềm thì... Tại sao cô biết? Miệng của tôi ngọt như mật chứ. Cô có cảm giác gì vậy sao? Cô đi đâu vậy? Chở tôi đi luôn nha hả? Úi da! Úi trời! Nè, cô đã bỏ rơi tôi rồi. Anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi cũng không muốn đi theo cô đâu. Nhưng mỗi khi mà gặp mặt cô đó thì tôi bị cô hấp dẫn hấp dẫn. Tôi nghĩ là tôi đã có hảo cảm với cô rồi. Đối với anh tôi chẳng những không có hảo cảm, còn có phản cảm nữa. Vấn đề này cô đừng lo. Tôi rất là tin tưởng làm cho cô không có phản cảm với tôi, sẽ làm cho cô đối với tôi nhật cửu sinh tình. Tôi không thể nhân cẩu sinh tình với anh đâu. Tại sao khi không cô lại nói tôi là cẩu vậy? Ui, ui dạ. Cái quần hồi nãy đẹp lắm đó. Hai. Hai. Thơm quá. Honey, cô này là ai đó? Cô ta là cô Hà mà anh nói với em hồi trước đó. Cô đó hả? Vậy anh lựa em là một sự lựa chọn sáng suốt rồi. Em thật là đáng yêu đó. Anh ta là bạn trai mới của cô hả? Không phải là bạn trai mới đâu, mà là người chồng tương lai đó. Phải không?
Nếu con không lấy một người chồng tốt nhất, cũng không nên kiếm một người chồng tệ nhất mà. Đâu phải, như vậy mới xứng đôi dì lứa chứ. Phải rồi. Quen anh bạn, anh đừng có tưởng là anh cao hơn một chút là có thể nhục mạ tôi ở trước công chúng nha. Tôi nhục mạ anh thì sao? Cô gái bên cạnh của anh cũng đâu có xinh đẹp gì đâu. Lời hôi miệng nữa. Anh nói ai đó? Tôi nói cô đó không biết sao? Nói một lần nữa coi. Nếu muốn nghe tôi nhắc lại cho cô nghe, cô không những là không xinh đẹp mà còn hôi miệng nữa. Anh, đừng nói chuyện với người vô văn quá vậy. Mình qua bên kia. Honey, em muốn lên lầu coi quần áo. Được, em lên đi. Đồ khốn nạn. Thế nào? Chuyện nào cô rảnh đây? Honey, có người đánh em nè. Honey, thật là tội nghiệp. Ai đánh em mạnh tay vậy hả? Anh điên sao? Sao đánh cô mạnh tay vậy? Anh có phải là người không? Hả? Ai biết cô cười tôi? Cô nha, cô quen với bọn lương anh. Đến đây đánh người ta như vậy, rồi đây cô sẽ bị nó bán vào nhà chứa làm gái đó. Cô thì là bị ổi, cô đê tiện mà. Tại sao anh lại đánh cổ? Anh đang đánh người này nè. Còn đánh luôn tôi. Đi. Wow, sự nắm tay của tôi vậy? Bây giờ không sao đâu. Chóng mặt quá, đỡ giùm tôi đi. Tao sẽ tố cáo tụi bay. Chuyện của hai đứa tôi xảy ra từ bên nữ ước. Một chợ ở ngoài quốc hả? Ở rạp hát nữ ước. Trong rạp hát ngoài quốc. Tôi với ảnh con xuất 7:30. Là một vở tuồng ái tình. Anh nói anh đối với tôi như là gia chánh nam đối với gia chánh nữ vậy. Tới chết không thay lòng, vĩnh viễn không có xa cách nhau. Ai ngờ anh ta lừa dằn lại sinh nhật của tôi. Dạ, đúng vậy. Mà nói chia tay với tôi. Dạ sẵn sàng. Đem đi chân đi làm ơn. Dạ sắp mỏng một chút, miếng này lớn quá đi. Chân hả? Hả? Vậy thì cô rất là thê thảm. Không những như vậy, sau đó anh tìm lại tôi, nói là muốn đính hôn với tôi. Ai ngờ trước đêm đính hôn. Dạ. Anh nói là còn chưa có suy nghĩ kỹ. Đôi bên phải chia tay nhau để mà bình tĩnh lại. Toàn sống không được đâu. Điên khùng. Wow, thì là quá đáng. Phải rồi, anh không phải là người mà. Xin lỗi nha, tôi ra ngoài một lát. Thân thế của cô tội nghiệp thiệt. Nhưng mà tội nghiệp cũng phải cua chứ. Cũng may là mình có mang theo nửa chai thuốc dâm 7 ngày. Hả? Để coi cô bay được đi đâu đây. Wow. Đã làm thì phải làm tận tay cho cô ta dâm đủ nửa tháng trời luôn. Ông ơi, đã lục chín rồi đó. Cảm ơn. Quê quả thì có đầy canh khốn nạn này. Tôi đi kiếm quan hậu dùng cho anh Loan. Thiệt tình nhanh chơi tôi hả? Tôi trả lại công lao cho anh tôi, trả tiền. Phải rồi. Cho miếng đi. Ê, uống gì đó? Cô à, con không sao chứ? Thì ra đây cua gái như vậy còn tha thứ được. Cô Hà có sao không vậy? Không được khỏe hả? Hả? Chóng mặt có phải không? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Để tôi dìu cô qua bển nha. Buồn rầu quá độ rồi. Uống cái này nha. Lúc này mới để ở đây mà đâu mất rồi. Chết rồi. Hết rồi. Anh nói gì đây? Tôi chiếu lên cho con hết rồi. Đâu có gì. Rồi nó tóm lại không có gì đâu. Anh chắc chết rồi. Tôi chết chắc rồi. Lại có thêm mấy trăm ngàn nữa. Anh đi trước đi, tôi trả tiền cho. Ông đảm anh sẽ chết. Cho dĩa cơm sườn heo chi trứng gà đi. Trứng gà thiệt nhiều nha. Tức là hai dĩa rồi. Sao bạn? Có cần lên trễ ngồi chơi không? Khuya rồi, chờ em khác đi. Hôm khác à? Em Hà. Thật ra sự tao ngộ của anh cũng giống như em thôi. Thôi lần này thì cổ rồi em về trước.
trước đi để lên đỉnh của anh chị nha. Thuận nha. Ôi lại đi. Yeah! Quỳ chờ đi à. Anh Siêu ơi, lại đây. Nè, nè, tôi là tiểu bảo đây nè, tôi là tiểu bảo mà đàn ông mà. Lại đây. Làm gì? Làm lại đây nha. Là tiểu bảo đâu. Lại đây. Quay ra. Quay ra. Quay ra. Là tiểu bảo nè. Làm bảy nho. Anh kêu xe cứu thương tới đi. Người bạn của tôi đã bị người ta đánh chết rồi. Đánh chết tôi đi. Đánh chết tôi đi. Đánh đi. Đánh tôi. Làm gì tôi vậy như vậy còn lai nữa. Tại sao anh làm cái cửa hậu của tôi vậy? Bộ tưởng tôi muốn làm vậy sao? Tôi không làm cửa sao của anh thì tôi làm chỗ nào được. Nguyên Chánh, vị này là cao thủ mà ta mang về từ nước La Sát. Bây giờ ta có một nhiệm vụ rất quan trọng, định phái hai người chúng mày đến một nơi 300 năm về sau tìm giết chết Di Tiểu Bảo. Cái nhiệm vụ này chỉ được thành công, không được thất bại. Dạ. Dạ. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ở Hồng Kông hả, chỉ có thể tới hộp đêm mới kiếm gì con gái thôi. Tha hồ mà lựa chọn. Tôi cũng mong được như vậy, anh đừng có gạt tôi nha. Anh đi yên tâm đi, ở đây đủ cỡ hết. Bảo Gia, Bảo Gia, anh buồn ngủ hả? Đâu phải, tôi chỉ sợ mửa thôi. Ha, gái đẹp ở Hồng Kông không biết chết đi đâu hết rồi. Hai. Bảo Gia, Bảo Gia, không sao chứ? À, tôi hiểu rồi, cất đi, tôi hiểu rồi. Má mê! Chuyện gì, ông chủ kêu tôi có chuyện gì? Hả? Bảo Gia, Bảo Gia, má mê à, mấy con gái này. Không có vấn đề chứ? Rất thành vấn đề đó má mì à, không hợp tính rồi. Vậy à, nếu không hợp nhãn thì tôi đổi người khác. Được vậy thì tốt, đổ luôn má mì càng tốt hơn. Chứ, chị em à, tụi mình đi. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Tôi cảm thấy khổ quá đi, mười đến nữa không còn gì hết, tụi nó đi hết chưa? Sắp đi hết rồi. Hey, đi. Thế nào hai ông chủ, mấy con này có hợp nhãn hay không? Hai ông chủ ở đây chơi nha, tôi ra ngoài một chút. À, má mày, qua đây, đi. Có chuyện gì, có vấn đề gì không? Có phải là hai con này không có hợp nhãn hay không? Sao hả? Bây giờ nói đi. Không phải là không có hợp nhãn. Kêu thằng cha bên cạnh ra ngoài đi. Hả? Kêu người bên cạnh. Là anh Siêu hả? Là anh Siêu. À, chính là anh đó. Anh Siêu. Ai kêu tôi vậy? Anh bảo nó là kêu thằng cha ở bên cạnh ra ngoài. Kêu thằng cha nào? Là kêu anh đó. Tỉnh hồn một chút đi, người ta kêu anh ra ngoài chắc chắn là có gì muốn nói với anh đó, ra ngoài đi. À, biết rồi, biết rồi. Kéo chị cho vui nha. Qua bệnh với Bảo Gia đi, lẹ lên. À, Bảo Gia. Mời má đi. Nhà mình ra ngoài nha. Bây giờ mình đâm người như vậy cho cút mắt đi nha. Hư quá, là hư quá đi. Phải rồi, anh phóng đãng như vậy coi chừng mình lậu đó. Ai cha, bữa nay cho. Hứa anh Tài. Quầy anh là ai vậy? Sao vô không gõ cửa? Quen quen. Ây da. Quầy. Ê, bạn bạn. Bạn nè. Quầy nè. Quầy. Là bạn tôi mà. Bạn nữa nè. Được rồi, khỏi cần phải nói nữa. Coi anh sắp chết rồi kìa. Cô dám không qua ngồi chung với bạn tôi? Không coi tôi ra gì hả? Ra đây đi. Không có tiền thì đừng nhìn gái với tao. Quầy nè nè nè. Anh đến đây này thì không sao. Anh dẫn hết các cô em này qua phòng của anh hả? Tôi liều chết với anh đó. Bỏ đi, trên giành mấy cô gái đâu đáng gì đâu chứ Bảo Gia. Nó cũng đúng. Ừ. Nhưng mà đứng xa từng chút đi. Thấy cái mặt của anh ghê quá à. Ừ, tại sao bây giờ anh lại sợ tôi vậy?
Thử cái gì đây? Quà lớn quá vậy. À, chú hai, chú hai à. Uầy, chú già như vậy có từng thấy sợi lông nào lớn như vậy chưa? Ủy, xem kỹ như là không phải sợi lông đó. Ừ? Không có lông nào có màu hết gì. À, tôi đã hiểu rồi. Có lẽ nó là... Mẹ kiếp mày. Tôi không điểm quyệt anh mà sao đứng cứng đờ đó vậy? Cho miếng lửa đốt cái lạp xưởng. Đồng mất tiêu rồi. À, đây nè. Ôi, chờ lát, chờ lát. Gì đây? Làm ơn làm phước cứu nhân độ thế, lên giường dưới gác có vũ khí này để mà phòng thân đó. Lấy cất đi, coi chừng mình lậu. Cái này là cái gì đây? Nè. Bình lậu. Nhờ để giúp anh. Khỏi cần, để anh được rồi. Sao lạc nhất vậy? À, xem chú quên rồi, em còn phải liếm nha. Nè. À, thôi khỏi. Hả? Không cần đâu. Không cần, không cần đâu có được chứ. Nếu mà em có việc gì em đảm đương không nổi đâu nha. Nè, liếm đi. Liếm đi. Liếm không có trả tiền mà, liếm đi. Liếm đi. Thằng cha này sao giống điên quá vậy? Khoan đã. Đổi nhau. Anh làm gì đi? Em liếm ngon như vậy chắc chắn là cái cô em ngon hơn. Bây giờ đừng có phái em nữa, mình làm đi. Quay, quay, nè, đừng nha. Nếu em là hoàng hậu thì anh sẽ bị chặt đầu đó. Nè, để anh lấy cây thủy tinh thử em coi nha. Khỏi cần thử, bảo đảm anh sẽ giữ ý mà. Phải thử mà, em hãy cầm cái này coi. Quay ra, không phải chỗ này đâu. Vậy ở đâu? Cái cây nhỏ hơn kìa. Làm gì vậy? Màu đỏ. Vậy tức là dâm phụ rồi. Em đã tới đây với anh, không lẽ còn là trinh nữ sao? Làm đi. Dâm phụ tức là làm được rồi. Tối nay yên tĩnh quá ha. Ừ, phải rồi. Ờ, thì qua coi lại đi. Đi, 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 đi. Nè, 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 mấy người đâu đây? Quay vào coi coi. Nè, ở đâu? Ê, ở đâu tới đây hả? Coi coi. Ê, đâu, đưa coi. Đi, đưa đi. Alo. Tổ sư ơi, tổ sư. Ờ, trong nhà này không có ai làm tổ sư hết. Thằng tổ siêu nè. Anh siêu, anh siêu đi phố rồi. Mẹ anh. Quên anh bạn à. Anh siêu ra phố có mắc mới gì tới mẹ của tôi. Anh muốn chào hỏi mẹ của tôi thì trở về 300 năm trước đi. Tôi lên liền. Lên đây hả? Bộ tôi sợ anh sao? Lên đi. Tôi ở trước cửa. Bây giờ hả? Trước cửa? Sao mau quá vậy? Mở cửa đi. Biết rồi. Quà anh siêu. Sao không bấm chuông? Nói giống như ngọng quá vậy. Anh thử cho người ta nhét cái sầu riêng vào miệng của anh, coi anh có bị nói chuyện ngọng không. Ây à, người mấy anh muốn kiếm là anh đó. Làm gì mà cầm mấy cái này chỉ cho mình của tôi vậy? Tôi đâu có quen biết. Đi đi. Đây nữa tôi đánh trả đó nha. Anh hùng mà anh muốn kiếm tôi hả? Thì gọi má tôi được rồi. Cần gì phải kêu cái đám anh em mà tôi về đây chứ. Anh cảnh sát khốn nạn kia. Không có tiền anh biết tới đây để kiếm tôi bằng tiền. Có tiền anh không chịu trả lại. Còn đi chơi bời, đi chơi bời không xong, tại sao lại dám giành gái với đàn em của tôi? Giành không được, tại sao lại dám dùng quái chiêu tà môn giả đạo gì đó phá đàn em của tôi? Cả tuần lễ rồi không có kiến bộ tới cắn sao? Tôi đâu có dám cả gan phá quấy bộ hạ của anh hùng chứ, không có làm sao của tôi. Ê, bây giờ anh không cần nói gì hết, mau giải quyết giùm cho bộ hạ tôi đi. Dạ được. Công tử. Gì? Giải quyết đi. Ừ. Ừ. Cẩn thận, từ từ. Hey, hả? Giải quyết đi. Ừ. Ê, còn đứng đó làm gì? Làm lẹ lẹ đi, xong xuôi là mình chạy đó, lẹ lên. Ừ.
nói ngó gì nữa, giải quyết đi. Chị Hùng đó ông nội. Nói gì chứ? Anh ngó gì vậy? Tôi nhìn thấy có một con cua bắt kèm được một con chuột thấy sướng lắm. Thiệt sao? Con chuột này tên là Mickey. Còn con cua đó tên gì? Đùi lớn. Đánh nó! Anh ơi, kính chào. Kính chào. À, kêu tôi là Tiểu Bảo được rồi. Không Tiểu Bảo à, sau này theo tôi đi. Không phải vậy, tôi theo anh làm bộ hạ đó. Làm gì mà kỳ cục vậy anh Hùng? Đừng nói mấy chuyện này nữa anh Hùng à. Chúng ta đều là huynh đệ. Phải à. Của anh tức là của tôi. Không phải, phải à, tất nhiên, tất nhiên. À, chuyện này chị Hùng hả? Dạ phải, dạ phải. Alo. Ui, dạ, các vị đại lợi, các vị đại lợi. Alo. Alo, tôi là Hà đây. Anh đang làm gì đó? Anh đang làm gì? Anh nói anh đang làm gì? Anh nói là anh đang xem băng video làm tình với nhau. Dễ tuồng là yêu em mãi mãi. Vậy anh tắt máy TV rồi mới nói nha. Hả? Bây giờ anh đang coi phân nữa mà. Không có muốn tắt đâu. Chị Hùng. Đừng nói vậy này nè. Tôi đều làm đẹp. Phải. Ủa, là của tôi. Phải. Chị này. Nhìn tôi nói mới sao được. Alo. Sắp ra rồi. Alo, sao anh lận vậy? Anh tắt máy rồi hả? Nịch tắt rồi. Thất phu nhân à, đi mau một chút đi. Bây giờ xin công chúa mà tìm phương pháp đi. Chị giờ giải trừ tập tụi em có chuyện gì vậy? Nó xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Các người không sợ có được không? Người Tâm Quế đã phái sát thủ đi giết tướng công của chúng ta rồi. Hả? Lên này nguy rồi. Vậy thì tướng công có nguy hiểm. Phải tính sao đây? Mau tìm biện pháp đi. Làm gì đây? Giữa chúng ta Song Nhi võ công giỏi hơn hết. Bây giờ tôi quyết định là phái Song Nhi đi bảo vệ. Sao cả buổi rồi còn chưa sôi? Gì hả? Đi đây. Đứng xem coi. Đừng cử động nha. Quýt nè. Anh đã nhìn lầm. Anh đang quên phát công đó. Cái khăn này bị méo rồi. Anh đã dùng hết sức để mà phát công. Đã sao rồi? Thấy lợi hại chưa? Anh tưởng em không ngó thấy anh dùng ngón chân cấm cái đầu cấm điện sao? Nói em cũng không hiểu. Ăn đồ đi. Anh đặc biệt đi mua cá mực mà em thích ăn nhất đó hả? Thịt bò tươi nè. Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ngày thứ sáu. Liên quan tới em. Sao ngẫu nhiên như vậy? Là ngày kinh kỳ của em hả? Ôi anh xấu quá à. Đã thiệt. Đánh thêm vài cái nữa. Quầy đánh chết anh rồi không có ai chúc tội cho em đó nha. Anh còn nói nữa. Anh nói sẽ tổ chức cho em một sinh nhật không thể tưởng tượng được mà. Không làm cái gì không phải là ngoài sự tưởng tượng sao? Lễ vật cũng không có. Nó gạt em. Tất nhiên là gạt em rồi. Đồ quan đế tặng cho em đó. Chỉ là đồ thô sơ thôi. Bữa nay em đẹp thiệt. Vậy hôm qua em xấu lắm sao? Tối hôm qua dĩ nhiên là cũng đẹp mà. Cần gì phải nói nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật của em.
Phải cho anh Hùng một cái để mình chúc mừng em nha. Nhưng mà ý của anh là muốn mượn một chút đỉnh tiền để lấy lại cao của em. Nghĩa là gì? Tức là lưỡi đối lưỡi. Ghê quá. Lưỡi đối lưỡi không có ghê đâu, còn có thể dạy khác nữa mà. Hôn đi nha. Các người ăn mặc vô cùng quái lạ, giống như cục than vậy. Không biết lễ phép gì hết, phá cửa vô đây không biết là có chuyện gì. Anh cũng to gan thiệt, dám ngủ với vợ của tôi. Ồ, anh Hùng đó hả? Hồi nào vậy? Tưởng ăn mặc như vậy tôi đề phòng không được sao? Muốn níu việc tôi? Muốn tập đuôi cặp mắt luôn. Thiếu Bảo! Còn chân, ôi chết anh chân. Còn đâu? Dạ. Quý. Tôi thấy trong bóp của vợ tôi có một cái quần lót, không phải là của tôi chứ. Vẫn còn cười được sao? Tôi cho anh lấy mặt đi. Thế là nó dám ngoài tình với người ta. Anh còn có cái gì chối cãi được nữa? Đúng vậy, người thanh niên không làm những việc ám muội. Quần lót đó là của tôi. Chị Hồng có lên giường với tôi, nhưng mà chị Hồng quyến rũ tôi, khiêu gợi, thử hỏi là có người đàn ông nào mà không muốn làm bạn với một nữ thần sexy, yêu kiều, diễm lệ, quyến rũ như vậy chứ hả? Anh nói đi, hả? Nói đi. Nói gì? Muốn ngủ với chị Hùng không? Muốn. Ê, ê, không phải. Nghe chưa, nghe chưa? Anh cũng muốn kìa. Đại ca, không phải đâu. Anh ta gài bẫy tôi đó. Nếu như anh muốn thì trực tiếp nói đi. Tóm lại ai chạm đến chị hai là chết. Đâu phải là như vậy, anh là đại ca, chỉ là chị cả mà, không phải là chị hai đâu. Chỉ có một lần đó thôi, bảo đảm không có lần sau đâu. Anh khờ, tụi mình là huynh đệ mà, phu thê cũng như là quần áo, có phải vậy không hả? Thì phải rồi, quần áo mà không đổi nhau mà đâu phải là anh em nữa. Em đó, không có chuyện của em, đi ra ngoài đi. Quỳ đi, đừng có làm hại người vô tội nha, con ta chỉ có đây mướn phòng thôi. Tụi bay qua đây, con ta làm tên như tao, lẹ lên. Quỳ, đừng có làm bậy nha, Quỳ ơi. Dám ngủ với vợ của anh Hùng hả? Không sợ anh Thanh thấy sao? Lại đại ca Hùng. Anh dám ngủ với vợ tôi trên cái giường này, cho nên bây giờ tôi trả tù đây. Anh Hùng mà đừng có phá cỏ nha. Tôi ngủ với vợ anh mà đâu phải là cỏ. Cùng lắm anh cấm lại tôi đi nè. Cô này giống như con cá chết đó, tổn phí thời gian thôi. Cá chết à? Vậy để tôi bắn cô chết đi. Quý nè, không. Cô đấy với người khác là con cá chết, mà đối với anh Hùng thì là con cá sống mà, có phải không vậy? Cởi quần áo, cởi ra. Anh Hùng à, cởi ra, mau lên. Chạy. Đuổi theo. Chạy mau lên. Ui à. Quá. Nhảy. Cô tự giận hả? Xin lỗi nha, giỡn chân chút thôi. Chạy, chạy đi. Anh Hùng. Chạy mau. Mấy người chạy đi, đừng lôi cho tôi. Xuống đây mau lên. Anh Siêu. Ây da, lên xe đi. Đuổi theo. Dạ. Ông Quê. Ê, ai mà la rùm vậy? Cái gì vậy? Em Hà lấy vật gì cho anh cắn đỡ đi. Ông Quê à, lật anh lại cho tôi. Vào, dám bắn cảnh sát. Thằng nào mà to gan vậy? Đau quá. Anh đừng có lo, không có sao đâu. Nè, cắn đỡ cái này đi hả? Hãy bình tĩnh nha, tôi dùng nội công đẩy viên đạn ra. Tôi có gì cầm mới được. Quỳ khỏi cầm. Cầm hay không cầm cũng như nhau thôi. Chuẩn bị. Sao anh ta địch mạnh quá vậy?
Không sao đâu. Em thấy khó chịu quá. Em trở về uống thuốc nha. Đi đi. Ê, anh dùng nội công như vậy có chừng lòi cứng ra đó. Cần mà. Cô thấy quá cảm không? Lẹ quá, không cảm giác kịp. Lần đầu tiên hả? Hả? Sao anh biết? Nhìn cái mông quanh đỏ là biết liền cái gì. Ây chà, mắc cỡ quá. Phải cảm ơn tôi. Tôi đã cảm ơn anh. Anh không giận tôi chứ hả? Giận cái gì? Mình là bạn bè mà. Chết đi! Làm gì đó? Anh đi cô gái không kêu tôi hả? Để tôi hẹn thứ ba tuần sau cho anh nha. Sao được, giết thật chưa lành mà. Chưa lành thì để tôi. Chú ơi, cô Hoàng ấy. Xỉu rồi hả? Mau lo lên. Sao vậy trời, mất trắng rồi, đánh ra mau lên đi. Để lên đi. Siêu à, Siêu, có sao không vậy? Siêu. Hả, bàn tay của cổ sao lạnh ngắt vậy? Trời, ở đây nguy hiểm quá, trời quá đáng đừng ngọt thở rồi đó. Nè, tránh ra đi, tất cả tránh ra đi. Tránh ra đi, tránh ra đi, có nghe tôi nói không vậy? Còn ở đây tôi hiếp dụng các tiếng bây giờ đó. Đi. Đừng có hòng. Em đừng lo, anh đang dùng quy ba công trị em đây. Tại sao anh không mở miệng mà em lại nghe thấy em nói chuyện vậy? Bởi trong khi anh phát công, tâm linh của hai đứa mình tương thông với nhau và nghe được tiếng nói ở trong lòng của đối phương. Bộ anh cũng có công năng đặc gì hả? Không phải công năng, mà là võ công. Anh đã nói rồi mà, anh là người thời xưa cổ. Em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh nha. Như vậy dễ tạo quả nhập ma lắm. Quà hả? Quà hả? Bộ ngực này rất là đẩy đà. Quý vị, đừng có nhìn tôi nha. Có chừng tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma cũng phải nhìn. Ây trời, thiệt là kích thích quá. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Anh không sao chứ? Tiểu Bảo hả? Tiểu Bảo. Không sao, chỉ chạy chút đỉnh máu thôi, coi như là điều hòa thân thể, không sao. Tiểu Bảo, anh sao rồi, có thấy đỡ không? Thấy mệt quá à. Anh thấy đau chỗ nào? Anh thấy đau khắp cả châu thân nè, chỗ này nè, chỗ này nè, ở đây nữa nè, đây nè. Nói tóm lại chỗ nào cũng đau hết à. Có thật chỗ nào cũng đau không? Phải rồi, anh cảm thấy thân mình không có được thoải mái. Ê, anh thì là cổ nhân sao? Hả? Nếu mà không tin anh chứng minh cho em coi. Không phải là người thời cổ thì làm sao biết điểm quyệt. Thôi đừng có nói nhiều nữa, thừa cơ ôm cái đẻ. Anh thèm muốn em đã lâu lắm rồi. Thừa cơ hội hôn miếng đẻ, thừa cơ hội bóp một cái. Bây giờ có thể làm tình với em rồi có biết không? Tuy rằng anh còn lòng khinh bạc thân thể của em, nhưng mà không có gan khi dễ em. Bởi vì anh thành thật nói với em, anh rất là tôn trọng em. Anh đã rất say mê với em rồi. Sao anh còn không dễ? Giả làm quân tử làm gì? Biết gì chơi phúc cho rồi. Tiểu Bảo, không chơi cổ làm sao mình chịu nổi đây. Thiệt tình. Em, anh muốn làm gì? Anh muốn... Ôi, em muốn làm gì? Em muốn...如果有一天是忘东走远，岁月改变青春的脸，你还会不会在我的身边细数昨日的缠绵？一天一点来临，一夜一点思念，我们不再相信谎言，不再需要蜜语甜言，一天一点来临。
Chờ anh làm đồ cho em ăn hả? Cái nến răng em ăn được không? Tại sao hồi hôm cái chuyện đó hình như 300 năm rồi anh chưa được làm vậy? Em đừng có hiểu lầm nha. Lâu nên vẫn như vậy mà, có biết không? Anh đói bụng chưa? Em đi mua đồ cho anh ăn. Vì sao được? Còn không đi? Gì? Gì? Anh kỳ quá. Phiền quá. Thấy chưa? Cô ta không có rời được mình mà. Phiền thiệt. Không có khóa cửa đâu. Không biết mở hay sao chứ. Cô quên mang phải tiền hay sao hả? Đúng không? Chết mẹ rồi. Tiểu Bảo à, có nhớ đến em hay không? Không có ngày nào mà anh không nhớ đến em. Thiệt? Thiệt. Chỗ này chật hẹp như vậy làm sao mà anh ở được đây? Phải rồi. Có đi chơi gái không? Sao dám. Có đi thanh lâu nhà chứa và động hộp đêm hay không? Không có, không. Bây giờ người ta không thích đi mấy chỗ này đâu. Ồ. Em mệt hả? Còn người này thì anh giải quyết cách nào đây? Người này giải quyết cái gì? Phải nhờ đôi bàn tay. Vậy chứ là bàn tay trái hay là bàn tay phải đây? À, dùng hai bàn tay thay phiên với nhau mà. Thì là làm cho hai bàn tay của anh rất mệt nhọc hả? Tại tụi nó tự nguyện thôi. Nè, còn cô gái kia là ai đó? Cô nào? Cô đó kìa. Ồ, cô ta hả? Bà là má của anh Siêu, chủ nhà này, từ trần lâu rồi, chết lâu rồi. Ồ, đã từ trần lâu rồi hả? Cái gì đây? À, cái này là cái túi. Thì cái túi thôi. Đựng cái gì? Đựng nước mưa. Đựng nước mưa? Em không biết đâu. Người ta ở đây rất là thích đi trời mưa đeo cái túi này nè. Đeo để làm gì? Là để hứng nước mưa thôi. Khi mà khát nước thì uống nó. Ồ, túi nước mưa. Mưa lớn thì đeo cái lớn, mưa nhỏ thì đeo cái nhỏ. Nếu mà không có mưa đó thì khỏi đeo. Đúng không? Hả? Tụi em tới đây cả tháng rồi. Vậy thì sao? Mỗi ngày đều thấy quảng cáo trên TV. Ồ, Ken mới tới thì mỗi ngày cũng xem quảng cáo TV mà. Anh tưởng là em không biết hay sao? Người ta nói cái này là cái túi mưa mà. Cần gì phải dùng đến ưng trảo công như vậy? Quay nè, đừng có làm bậy nha. Đừng có làm bậy nha. Quay à, quay à, quay à, quay chết rồi, chết rồi. Em đừng có làm bậy nha em. Quay à, chà. Hello. Tôi có phát đồ cho anh rồi đó, anh coi đi. Cái gì vậy? Hoàng hậu mà anh muốn kiếm. Hả? Hoàng hậu? Anh coi có đẹp không? Hoàng hậu gì mà xấu vậy? Nói chơi thôi. Bây giờ còn gì chơi nữa? Tấm đạn phát này mới là thiệt nha. Hả? Ôi cô Hà, tối hôm qua hay chiều hôm qua hoặc là sáng hôm qua, có phải cô lên giường với Tiểu Bảo không? Sao anh hỏi trực tiếp quá vậy? Thôi chết, cười dâm đãng gì chắc hết rồi. Cô sẽ hối hận, hối hận. Tôi không hối hận đâu. Tiểu Bảo hối hận. Tiểu Bảo cũng không hối hận, tôi thật tình yêu ảnh. Cô không thể yêu anh ta. Tại sao? Tại vì không lẽ anh yêu tôi rồi? Sao cô nói vậy? Không đâu, không đâu. Nếu anh quả thương tôi thì đã thương tôi lâu rồi. Phải. Không lẽ anh là BD? Tôi là cảnh sát nè, đi rồi. Cảnh sát không thể là BD sao? Cũng có lý. Nè, bản thân anh cũng đã nhận rồi. Coi anh nhà đi đường còn khập khiễng như vậy, còn nó không phải BD. Dạo này tôi hay lên sớm cho anh cởi ngựa lắm. Ngoài ra tôi thấy anh nằm trong bồn tắm có nhiều bọt xà bông nè. Người nằm trong bồn tắm có bọt xà bông hả? Anh là BD sao? Tôi tắm từ hồi nhỏ đó. Tôi đây BD. Tôi tắm từ hồi nhỏ rồi, BD hồi nào? Nhà của tôi không cho anh vô đâu, đi ra. Tiểu Bảo.
Cứu mạng ơi, cứu mạng ơi. Ảo tưởng, chắc chắn là ảo tưởng. Vì cô quá yêu Tiểu Bảo cho nên mới ảo tưởng. Anh cũng thấy mà. Tôi không giấu cô, tôi làm bên đây lâu năm rồi, tôi cũng thương Tiểu Bảo lắm, cho nên cũng có ảo tưởng. Cái chuyện này phức tạp lắm, phải đi massage cho tỉnh táo. Thấy chưa, ảo tưởng là ảo tưởng mà, đâu có gian phu dâm phụ. Yêu một người không sao đâu, nhưng mà đừng quá trầm mê. Đi. Cứu mạng. Anh hai à, có ngồi ngồi đàng hoàng đi, của chừng dơ chỗ của hai kìa. Tôi cũng muốn vậy nhưng mà người không vững nè. Anh kiệt sức thiệt hả? Ê cô đường, mặc trang phục nhà Thanh này chứ đang đóng phim phải không? Ê Bảo Gia, nếu nói chụp hình chụp như cậu tính nhiêu vậy? Mặc mấy gì tới anh? Hỏi không được sao? Chuyện này mắc anh phải giải thích. Tiên Cường, em cũng muốn anh giải thích với em. À còn chưa có giới thiệu hả? Vị này chính là... là tiền mời của tôi. Nếu anh nói cô ta là để em tin không? Làm gái đâu đẹp vậy. Nếu mà anh nói với em cô ta là đĩ thì em cũng không tin đâu à. Đâu có gái nào đẹp vậy đâu. Vậy là đúng rồi. Bây giờ anh nói thẳng nha. Thật ra thì hai em đều có quan hệ với anh, nhưng mà tạm thời quan hệ gì anh chưa có nghĩ ra được. Ý Tiến Công à, con này là con nào? Wow, là có thêm một người nữa. Người này cũng đẹp thiệt nhờ. Hay là anh còn chưa suy nghĩ được. Nhân lúc này chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Thôi đi thôi đi. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Em biết anh là người háo sắc mà. Sao cô đánh chồng tôi? Sông Nhi. Cô Hà. Cô Hà. Làm gì đó? Định chém người ta à? Tại sao không rượt theo? Đuổi theo làm gì? Ở đó có người, ở đây có hai người, tất nhiên phải ở đây chứ. Cũng phải. À nè, có một việc nhỏ. Hồi nãy tôi không dám làm phiền anh. Anh kêu tôi đi kiếm quyền hậu dùng cho anh. Tôi kiếm ra rồi nè. Coi đi. Cảm ơn. Hả? Quang hậu. Sao giống sư phụ vậy? Gì đây hai chị? Tiểu Bảo làm được hả? Tôi đây cũng làm được mà. Có lẽ còn xuất sắc hơn ảnh nữa đó. Các chị muốn thử không? Thử đi. Thử coi. Cả hai cùng lên tôi đối phó một lượt. Em Hà. Em Hà. Em Hà. Trời mệt quá. Em Hà. Sức đứt khơi thì chết rồi. Làm sao báo cáo đây? Mất hoàng hậu rồi. Em Hà. Ui. Em đứng ở đây hồi nào vậy? Em xin anh hãy nói thật cho em biết. Anh có vợ rồi phải không? Sao em chạy mau quá vậy? Phải. Nhưng mà vấn đề này đâu có quan trọng gì đâu. Anh không phải chỉ kết hôn một lần. Phải. Nhưng mà vấn đề này không quan trọng đâu. Nhưng mà anh gạt em. Nói đúng. Lừa gạt em cũng không phải là việc quan trọng. Quan trọng là cái mạng của hoàng thượng đang chạy em về cứu ổng kìa. Muốn cứu mạng thì đi tìm bác sĩ, sao lại tới đây tìm em? Kiếm em về làm hoàng hậu. Em thấy chóng mặt quá. Cái miếng ngọc này tốt đó, có màu xanh thiên nhiên đó, anh thấy chưa? Anh lấy cái miếng này cho tôi coi đi. Nè, ông tới đi mua đồ cổ, cần gì phải ăn mặc đồ cổ vậy? Ông làm sao có được cái ngọc vũ phòng này đây? Ông quá thật có nhãn quan đó. Miếng ngọc này của một chàng thanh niên vừa bán cho tôi, là đồ của đời Thanh đó. Người triều nhà Thanh chúng tôi có tam thê tứ thiếp là việc rất là bình thường. Các hoàng hậu cũng chơi luôn chết rồi. Lần này chắc chắn bị chặt đầu. Bảo Gia, thực tế anh có bao nhiêu người vợ vậy? Qua giỏi thì có hai người vợ hả? Bảy người vợ. Thêm con này nữa là tám người. Nhường tôi người đi, được không? Tôi không dành cô cầm kiếm của anh đâu.
Tôi thích cái cậu đội mão đó. Da thịt của cổ cũng mềm mại lắm. Cái đi. Phiền phức. Xin lỗi nha. Dây nhường cô Hà đi. Anh có thêm mấy người vợ không phải là tốt sao? Một người đàn bà phục vụ một người đàn ông như vậy thì là cực khổ lắm đó. Ngoài ra có lẽ cô còn chưa biết triều nhà Thanh. Đi xem coi cũng có ít mà. Cô coi quần áo của tôi đẹp không? Đồ có giống như đồ cô đang mặc. Ba bầy trẻ à, nhìn một chút xíu nữa là được rồi. Bây giờ thấy rõ chưa? Ôi, các người lại đó. Anh muốn làm gì đây? Ông à, xảy ra chuyện gì đây? Tại sao cô lại có thái độ như vậy? Tôi đường đường là một con chúa triều nhà Thanh. Tôi năn nỉ cô, tôi cầu xin cô đừng có thấy tôi năn nỉ mà cô lên chân nha. Chứ cô làm hoàng hậu, cô không làm, cô muốn làm cái gì đây? Bảo vệ hoàng hậu. Sông Nhi, đối phó tụi nó. Nó không muốn sợ súng đạn đâu, bảo vệ hoàng hậu đi. Chạy mau. Thượng phương bảo kiếm. Ngắn như vậy tao cũng đâm chết mày. Thôi chết rồi, không xong rồi. Chạy mau. Đừng có sợ. Nếu ông xã của tôi không xong thì còn có tôi đi mà. Tướng công. Tôi thấy ta không xong rồi. Quá, cái đầu cứng như vậy à. Cũng may là không có bị miếng chiến cắt đứt thôi. Chết đi. Ah!
Đừng có nóng, đừng có nóng. Công chúa à, anh đừng kéo tôi. Nếu công chúa đi ra bảo vệ hoàng hậu là tôi hả? Sao sao không hả? Nha. Tôi lấy đây nha. Hả? Nè, mở đợi cổ đi, để giùm đi. Ông xã. Nè còn chưa có chạy sao? Quỳnh nè, em đừng có qua đâu với nó nha, em đâu cũng có lại nó đâu. Chạy lẹ đi. Em qua đó chỉ bị đâm giống như là con nhím vậy thôi. Bảo vệ hoàng hậu đi, mau lên. Quay. Tôi chỉ kêu mấy người kia chạy thôi, đâu có anh chạy đâu. Tôi là cũng vậy. Quay, hãy kêu sư phụ của tôi nhập thẻ anh đi. Tà thiên đại thánh. Không phải như vậy đâu. Sáng tiên minh nguyệt nghi điện tượng sơn. Sao hả? Không phản ứng. Chắc là anh đọc thêm chữ rồi. Sáng tiên minh nguyệt nghi điện tượng sơn. À đúng rồi, sáng tiên minh nguyệt nghi điện tượng sơn. Cũng may là sư phụ tới kịp thời. Đánh nó đi sư phụ, đánh nó đi. Đừng có sợ nó. Sư phụ à, lợi hại lắm đó sư phụ à. Ủy, sư phụ à, sư phụ, sư phụ làm gì đó? Ông xã, sư phụ ở đâu rồi? Sư phụ bay quá nhanh nên anh không biết sư phụ ở đâu nữa. Anh gọi tôi hả? Tôi là sư phụ anh hồi nào? Cứu tôi xuống mau đi. Chưa cứu anh được đâu, nó ở đằng sau kìa. Hả? Sư phụ. Nó rất là sợ điện, tụi mình mau đi lấy dây điện đi. Dạ. Đợi nó lại, đừng để cho nó cử động nha. Đồ đê tiện. Kéo cho thẳng đi. Cho điện giật chết mày nè.
Tất cả có sao không? Không. Vậy thì tốt. Thì ra là người đời xưa nó sợ điện, thiệt là vô dụng. Phải rồi, anh không sợ. Ông xã, em mặc cái áo này có sexy không ạ? Em đừng mặc cái áo đủ bố làm cho anh giật mình mà. Đẹp. Đẹp thiệt hả? Nè, cạn ly, cạn ly. Chuyện nọ anh đừng nghỉ phép á, nhớ trở về hiện đại thăm viếng tụi tôi nha. Nếu mà tôi còn chưa chết, nhất định sẽ về thăm các người. Wow, cái thằng tôi Morning, sir. Ông giỡn với tôi hả? Tôi còn cô gái đó nha. Morning, sir. Dạ. Tụi mình chơi trò chơi trẻ con nữa nha. Bảo trọng. Anh cũng vậy. Quý bằng bạc sao? Phải, mạ bạc. À. Em buồn anh gì đó thiệt sao? Em đi về nơi đại thăm chị của em. Gì hả? Sao lại không chịu đi theo anh? Thì lại nữa lại đây đi. Cạn ly, cặp mắt đẫm lệ rồi. Hình như là không muốn chia tay. Anh bảo trọng. Khoan đã. Tôi có cách. Có cách gì đó. Có cách gì? Bây giờ này, theo kinh nghiệm là cảnh sát 95 của tôi, biện pháp duy nhất là tất cả cũng phải suy nghĩ. Thiệt là Di Tiểu Bảo dám phụ thánh chỉ, có tội đáng chết. Ta đường đường là một vị hoàng đế, đi làm chuyện mê tín, xén chút nữa là mất đi gian sang nhà Thanh. Quyển lịch sử 300 năm về sau này nói Trẫm sống đến 68 tuổi, chấn hưng mãn thành. Trẫm không nghe lời dìm xỉu quốc sư đâu. Quân mày bắt quốc sư đem giao về thiên lao. Dạ. Hoàng thượng, xin hoàng thượng dung tha cho. Xin hoàng thượng dung tha cho. Nè, anh xin em đừng có hiểu lầm nha. Tuy rằng anh có nhiều thề thiếp, nhưng mà không có nghĩa là anh phóng đãng. Chỉ có thể nói là anh có cảm tình phong phú. Còn biết mắc cỡ cho người ngoài đường vậy? Thì là thoải mái quá. Sướng thiệt. Hai em là một bộ tay xuống mà. Anh bảo gì? Trong mấy người vợ của anh hả, nội bộ chỉ là công chúa. Tôi có thể... Ờ, vậy thì anh qua bệnh hỏi cô ta đi. À, biết rồi. Để chú nắm tay các cháu nha. Có thể sánh dài được chung với nhau không vậy? Xin mời. Tôi để tay lên dài có được không vậy? Để đi. Cua chị được không? Quân nghinh. Hả? Công chúa kia tôi cua công chúa kìa. Gì hả? Muốn chết sao?